Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Con tên là Quảng Thị Ngọc Trân, con học lớp 8. Năm nay con học trường trung học cơ sở An Thới. Hiện tại con sống cùng với bà nội. Ba con đi làm xa, mẹ con bị bệnh mất. Tên Trần Thị Chết, 85 tuổi. Mẹ mấy ông Trân nó bị bệnh ung thư vú, rồi nó đi tay khám trên thành phố, rồi nó bị bệnh, nó mất luôn trển. Nó trông mẹ nó về, nó biết đi không được, nó không đòi. Lúc mẹ đang bệnh ở thành phố thì mẹ nói là mẹ sẽ mau hết bệnh về đi chơi với con. Lúc đó con rất là buồn. Con thấy hơi rất là tủi thân. Những lúc con nhớ ba mẹ thì con để trong lòng. Mẹ hứa là mẹ sẽ sống với con. Tới lúc con học đại học, nếu con được nói với mẹ một lần cuối là con sẽ cố gắng trở thành một người học tốt. Khi mà mẹ con còn sống thì con rất là thích cái món hủ súp cà do mẹ làm. Nhưng mà sau khi mẹ mất thì con ăn lại do người khác nấu thì không còn hương vị giống mẹ. Khi bây giờ mẹ mất thì con sẽ cố gắng học, con phải cố gắng gấp bội. Ba cha mẹ Trân nó gửi tháng về 1 triệu, có khi 500, có khi 1 triệu. Lên trển làm gì tôi không biết, nó nói bảo vệ đó thì nó lâu lâu năm nó về chừng 2 lần à, nó không có về thường được. Tôi cứ bệnh hoài à, bị tim nó nghẹt đó, rồi đi nông, rồi giờ cứ mỗi tháng mỗi đi lãnh thuốc vậy. Thì khám lên không có tiền bạc gì hết, đó già lớn tuổi rồi nhà nước cho có mình đi tiền xe thôi à, đi bằng về người 100 ngàn. Ở nhà con thương bà nội nhất, vì bà nội có thể là không còn sống với con già nữa. Con muốn là bà nội phải thật là khỏe mạnh để sống với con. Giờ nhất là mình già rồi không có tiền uống thuốc này kia, chứ ăn uống thì cũng tiền ăn uống có ít, mình ăn ít, có nhiều mình ăn nhiều. Cứ kêu con ráng học đi, thì nữa thì nhờ ông thân biểu nó như vậy, nó dạ nó lo nó học. Bé Trân con ráng con học, nữa lớn rồi con cho nó khỏe thân con. Con muốn nói với bà là nếu không có bà thì con sẽ sống rất là khó khăn. Nên là con rất lo lắng về sức khỏe của bà. Con hứa con sẽ cố gắng học thật giỏi để cho bà vui lòng. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đón xem Mái Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.